Hello, mình xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ làm về cái cây AK47 về quê nha anh em. Một cái cây mà khá là VIP anh em ạ. Cái cây màu vàng nha anh em. Cây này thì với cái hỏa lực khá là mạnh luôn anh em ạ, 146 nha. Đấy, cái cây này thì anh em với cái cây quả AK47 Infernal Dragon ra rồi anh em ạ. Đấy, khá là mạnh luôn nha. Tại thì cái con ạc này nó lục đi lục lại anh em, thì thấy được cái cây này độc độc lạ lạ nên là mình làm cho anh em xem luôn nha. Cây này thì khá là hiếm rồi, một con hàng mà xưa, từ rất là xưa anh em ạ, nên là hôm nay mình mới lái ra mình chơi anh em ạ. Kinh thế chứ không phải mà không trúng anh em ạ. Chắc hẳn anh em khá là quen thuộc với con ạc Heineken rồi anh em ha. Bạn này chắc là cũng phải là đô bia đô rượu gì đây nên là mới đặt cái tên như vậy anh em ạ. Còn chỉ có mấy con zombie thôi nha anh em, tầm khoảng 4 con nữa anh em ạ, nhưng mà căng tắc anh em ạ. Ấy, con zombie sống trùng thế là nó đã đi rồi anh em ạ. Rồi cái con zombie chúa này nó cào mình một phát là mình chết tươi luôn anh em ạ. Không hiểu sao nó cào bình thường mà sao mình lại đi nhanh thế không biết. Hôm nay thì đi với lại con ạc thì một bộ vàng chế luôn nha anh em. Vàng hoàng kim anh em ạ. Coi như là nó đi đích thôi. Cái con hàng AK47 này thì nó khá là độc luôn anh em ạ. Nó có một cái chức năng là mình sẽ tăng đam trong vòng mấy giây nha anh em. Đấy, nó giống như chàng mấy cái cây AK Platinum vậy anh em ạ. Khá là mạnh luôn nha. Nếu như mà anh em nào mà sở hữu được con hàng này thì khá là VIP và khá là ngon nha. Nhưng mà hình như là nó con hàng này nó hiếm hơn cái cây AK47 Platinum bên em ạ. Gần như là trong server phục tích này thì cũng đâu đó vài tầm vài anh em có thôi. Chứ hiện tại thì cũng khá là cái con hàng này thì khá là hiếm nha. Con hàng này thì lâu đời rồi anh em ạ. Nên là gần như là anh em vào kho đồ này kia hay là trong vòng quay báo vật là không có. Hình như là nó chỉ có ở trong mấy cái đi săn AI thôi anh em ạ. Đi săn boss á. Và nó nằm ở trong đó anh em ạ. Nhận được phần quà này thôi. Mình là mình nghĩ vậy thôi nha anh em. Còn thực tế nó như thế nào thì mình không có biết nha. Nhưng mà con hàng này thì mình bắn thì khá là ok, đầm tay nè. Mà kêu nó cũng khá là mạnh nha. Tiếc một cái là con hàng này nó không có một cái đủ bộ của nó để mà nó tăng cái skill giống như mấy cái cây mấy cái bộ skill rồng kia anh em ạ. Nếu như mà nó có một cái skill đó nữa thì khá là đẹp luôn nha. Tính năng đặc biệt ấy. Con này nhảy lòng vòng à. Có ở Hà Nội không mà đi lòng vòng rồi nè. Rồi, tiếp tục văn mới nha anh em. Chắc là mình sẽ lên trên kia nha. Nay thì cầm theo một quả bom cũng khá là đẹp luôn. Rồi hên quá, trên này không có ai hói zombie anh em ạ, chỉ có hai con zombie thôi. Mà coi bộ trận này zombie yếu rồi, vừa mới nói yếu là đã cào luôn một thằng rồi anh em ạ. Thế là có zombie bắn rồi. Ấy chà, như vậy mà zombie nó ngốt cũng không nổi anh em ạ. Để mình điều chỉnh một tí nha nè. Điều chỉnh cái tăng đam anh em ạ. Nó ở bên phía ngoài là thì nó khó bắn nha, nên là thành ra là mình đưa nó vào ở giữa anh em ạ cho nó dễ. Ngay đào luôn anh em ạ. Hai con cùng một lúc luôn. Một mảnh đất mà có hai thằng ngã anh em ạ. Thế là chạy thôi. Tính mất mình à, đâu có dễ đâu bạn ơi. Lại lên trên này nha nè, lên trên cao này cho nó chắc anh em ạ. Để ở dưới lòng vòng là coi như là đi ngay. Rồi, giờ căng nè anh em nè. Một căn với bao nhiêu đây anh em? 2, 4, 6, 7. Một căn 7 nha anh em. Zombie nó ngỏ như rọ luôn anh em ạ. Y như là mấy gặt mà liên hoàn anh em. Nó đi tới đâu là coi như là ngã tới đó đó anh em ạ. Rồi, còn chỉ có một thôi.
trong cái thời gian ngắn mà mình phất hết trơn rồi anh em ạ. Úi trời, chạy đi đâu thế, không thấy đường luôn á. Cái con này nó không biết là hero nó đang ở đâu luôn anh em ạ. Rồi không có ai hóa zombie anh em ạ, tưởng mô hóa cái là bắn vỡ mồm nó anh em ạ. Súng nó mạnh như thế này cơ mà, mạnh mà còn đẹp nữa chứ. Cái này có lưỡi lê nhưng mà mình không có thấy chỗ đâm lê nha nè. Lê là lê nhựa ra anh em ạ, nó là không có xiên chết được, không có đúc xiên nha. Rồi thằng kia nó bị mất rồi anh em ơi, chạy cho nó lành anh em ạ. Đứng ở trên đó là coi như là dễ chết như chơi anh em ạ. Rồi thêm cho mình ấy, cái pha đó mình bắn chậm thêm tí nữa là coi như là nó cào mình rồi anh em ạ. Còn hai thôi, gọi vừa mới nói còn hai, thằng kia nó chết quẹo luôn. Này thì chạy đi. Gì? Này bằng nhỏ ơi hả? Bằng nhỏ xuống đây. Bọn lớn nó có dám lên trên này không? Ồ, lên thiệt anh em ơi. Này thì lên nè. Lên nè. Lên nè. Lên nè. Một nhát nữa thôi anh em ạ. Lên. Rồi xong luôn anh em ơi. Rồi clip của mình tới đây dừng luôn nha anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Bye bye tất cả anh em nhé.